Nha Bì Bì Na San Tu A Xê. Sa Tô, Đức Phật ngự trên đầu với mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu, trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sakatoa Bhutaratanango Sakango Tamang Warang Hitang De Waman Usa Nang Bhutate Che Naso Thina Nasan Tubatawa Sape Dukha Vu Basamein Tute Sakatoa Tamaratanango Sakango Tamang Warang Barila Vu Basamanang Thamate Che Naso Thina Nasan Tubatawa Sape Phaya Vu Basamein Tute Sakatoa Sang kha ra thang ngang ngô sa thang ngô tam mang qua răng ao hôm nay dân bao hôm nay dân sang kha tê chê na so na na san tu bát đa qua sập bè rô ga vu bát sa men tu tê nguyên cầu quý đức phật bảo, nguyên cầu quý đức pháp bảo, nguyên cầu quý đức tăng bảo, xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tường tường những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sa thứ sa thứ lành thay yang kim cu sa la cam mang cát tập bằng kỹ lý yang ma ma ca ye Na wa cha ma na sa ti ta se su ka tang ye san ta san ni no a ti ye cha san ta a san ni no kam tang pu na pa lang ma i hang sa pe pha ke pha wan tu te ye tang ka tang su vi ti tang din nang pu na pa lang ma i ya ye cha tan tha na cha nan ti de wa gan to ni we da yu Sắp bê lô khâm hi dê sẵn ta chi quan ta ha ra hê tu ca Mạnh nhuôn năng phụ cha năng sắp bê la phán tu Ma ma chê ta sa ti Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên Điều là phương bao bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là vận trời vô tưởng được mà hưởng an hướng con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mất ngay có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay gặp cùng chúng sanh hoa nghĩ lãnh chung hướng đường phương quý ung dung thanh hàng chúng sanh thế giới các hàng bây nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng nguyện cầu tam bảo từ hàng độ nguyện thoát ba nước ba tai nước lửa binh nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại rãng tu hành nguyện giữ tâm học giới định tệ nguyện tỏ tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tự khổ nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh nguyện tu tính tấn không giải đãi nguyện sao đạt quả sớm viên thành chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lộng vương thần lực co nhiều đồng sinh hoan hỷ phượng điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bưng thầy tổ an nguy lâu dài nguyên thuận tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nhà thi đằng hồ tứ sư ký tà hồn tứ nhà tất vô do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui y đằng watame asa wakaya wahang hồn tứ do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm
Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ở mười muôn thế giới xa và vua trời đế thích diêu vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô quỳnh nhằn ni bàn nát sát bát chế dù hồ tú, do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xà thứ, xà thứ. Dạ, dạ, giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Tha Giá. Dạ, con xin phép gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Sư Tina. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Hạnh Đức Tăng. Dạ cảm ơn Tina, cảm ơn Thiện Bửu, Thiện Metta và Sư Thông Mai cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào chị Metta, mến chào Tina, kính chào Hiển Mộng, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Sức Thông Mai, kính chào tất cả đội thai, kính chào Karuna, mến chào Thi An Lạc, mến chào Quang Thanh, kính chào Tầm Bí, mến chào Sức Thiên Vũ, kính chào Sang, Sang số 2 hả? Dạ, mến chào Sức Chinh Nhung, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm bi nhũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Thi Na đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì bi giới. Và đến bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng chưa có thấy thầy Kim vào. Và Nhật Quỳnh nhớ là Kim Nhung liên lạc được với thầy Kim phải không? Nếu được thì Nhật Quỳnh mến mời Kim Nhung có thể liên lạc với thầy Kinh giùm. Coi lý do nào mà thầy Kinh vào trễ ạ. À? Dạ. Trong khi chờ đợi thầy Kinh vào. Dạ. Chắc Nhật Quỳnh để một bài kinh nhạc nghe chờ đợi được không quý vị? Dạ quý vị có đồng ý không? Chứ cầm mít biết nói gì đây. Dạ, làm thủ tục đã xong rồi. Dạ, đạo tràng có đồng ý không ạ? À? Dạ, thầy sắp vô. Thầy sắp vô thôi, mời Kim Nhung cầm mít đi. Alo, Kim Nhung. Kim Nhung cầm mít đi. Rồi chừng nào thầy vào thì mời Thi Na thỉnh pháp sư. Hay là bây giờ Thi Na thỉnh pháp sư dài dài một chút đi Thi Na. Được không? Alo. Thì Na thỉnh pháp sư hơi dài dài chút nhìn. Hãy Nhật Quỳnh thấy thầy vào, Nhật Quỳnh sẽ bảo Thì Na sẽ thỉnh thầy luôn ha. Rồi mời Thì Na đầu thổ trại trao tài kệ thỉnh pháp sư đi nha. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, bây giờ chuẩn bị đến giờ học vi diệu pháp với thầy Kinh. Con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tha Sa Pha Ga Wa Tu Ha Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tha Sa Pha Ga Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tha Sa Pha Ga Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bụt Tha Sa.
cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti khả thân cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tâm pa ra chang tha cha ti ca để sẽ tu tham mong nu kham pi mong pa chang san tham ma pe rin vi yang cha kha yang sun tan cha ban thang a bi tham ma cha mong a ku ta yan tu cha thu san cha dan dang pham pu tha nay ye pa ri sa ya man che cảm thiên vẫn ngậm ngùi cẩn khoáng vẫn nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi nguyện lòng mở đạo dài đời thắm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyên vang độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ phạm từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niệm bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giám vẹn toàn một lần chẳng thối không mòn những điều lợi ích ngày hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cầm đến mưa làm rơi khắp thế gian với nhân cớ tin rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, chúng con thành kính thỉnh thầy Kinh Đăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Tham Ma nhé. Nam mô Sa Khà nhé. Kính lễ sư Tử Đức. Kính chào tất cả quý vị. Hôm nay mình tiếp tục ha, tiếp tục làm nhiều duyên cũng còn phần chót. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ toàn bộ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadene Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhatibhano Bhagavato Savakasangho Sankhang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Akanuttamang Apivariyapasissa Apitamattasangha. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp. Nam mô Bụt Thà nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sa Khà nhé. Kính thưa quý vị, chương trình mình vẫn như thường lệ ha, đọc Pali trước rồi sau đó chúng ta đi vào buổi học. Và xin mời cô Nhật Quỳnh làm việc ha. Xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thà nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sa Khà nhé. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Kim Nhung. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con cũng xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 3. Tát tha ta yo ác tha đoà đa sang gà ni quỳ sát ta ca ra ti sanh thi chát tu sang khê bồ tì ni quát ta ni đuê mù là ni cha quê đi tắp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh nên hiểu rằng có 3 thời kỳ, 12 chi yếu tố. 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 nhân hạt, phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Ca thằng A Quýt
cha sang kha ra a ti to attha cha ti cha ra ma ra nang anagato attha mat che attha bak chup ban ne attha ti ta yo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara vinyana namaru bang sala yatana phat so vedana tanha upadana phavo cha ti cha ra mara nan ti đọa đa sang ga ni o ka di wa cha nan ba net tha nit san da pha la ni dat sa nan. Vô minh hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, vậy con đã đọc xong đoạn 3. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay. Đoạn 4. Avijja sankhara gaha nena panetta tanh hu padana phawa phi gahita phawanti tatha tanh hu padana phawakka hanena cha avijja sankhara chati chara marana gaha ne na cha vinyana di pha la thành cha ka me wa gahi tành ti cát tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atite hatavo pancha idani phala pancha kang idani hetavo pancha aya tình phala pancha kang ti visatakara ti sanh thi cha tu sanh khe pa cha pha quan ti. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, con đã đọc bài xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapap tí phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Đoạn 5. Avijja tăng hu và đà na cha ki lê sa vát tăng ca ma phá giá sang kha tô phá huệ ca đề sô sang kha ra cha ca ma vát tăng u pa pa tít phá hóa sang kha kha tô phá huệ ca đề sô a vát sê sa
Chavipa ca vát tam ti ti ni vát ta ni avicca tăng hà vát se na đề mù la mi châu về đi tắp bà ni. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapat phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, te sa me wa cha mu la nang ni ro the na ni u cha ti cha ra ma ra na mu cha ya pi ta a ma phin ha so a sa wa nang sa mu pa da a wi cha cha ba wa ta ti wa ta ma ban tha ni che wang te phu ma ka ma na di kang ta ti cha sa mu pa do ti pa tha te si ma ha mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ. Con đã đọc xong. À, cảm ơn sư thầy Kinh, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, xin xuống mic, xin nhìn cho việc kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin đọc đoạn 3. Tathāyo attha dvā da saṅgha ni vi sa ta ka ra ti san khi cha tu sang khe bồ tì ni quát ta ni đuề mù là ni cha quề đi táp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng avicca sankhara atito attha cha ticara maranang anagato attha macche attha bacchubbane attha titayo attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy, có ba thời kỳ. Avicca sankhara viññānaṃ nāma rūpaṃ salayatanaṃ phāso vedanā taṇhā upādānaṃ phāvo ca ticcara maraṇaṃ tidvāda saṅghāni sokā divacanaṃ banetthani saṅ dhāphalanidāsanaṃ. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta thán, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh bút bài. Dạ, con xin xuống mic mời vị kế tiếp. Và con kính lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật và ân đức Pháp và ân đức Tăng.
Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính đảnh lễ sư Ngài Trí Đức. Và con kính chào Thầy Kinh. Và con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc bài. Aguicha sang kha sang rak ga ha ne na ban net tha tan ho ba da na pha qua bi ga hi ta pha hoàn ti ta tha tan ho ba da na pha qua na pha quắc ga ha ne na cha avic cha sanghara tati cha ra marana marana rana ha ha ne na cha vinya a di phala bành cha kha me wa gahita ni kat tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cùng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ, hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão, tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tì tề hề ta vô bành cha a Idani Pala Bành Cha Cầm Idani Hề Ta Vô Bành Cha A Ra Tình Pala Bành Cha Ca Tít Quy Sát Cà Ra Tí Sàn Thì Cha Tu Sẵn Khề Ba Cha Khoa Quần Tí. Như vậy, một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai. Có 12 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ, con xin xuống mic, con xin kính các vị kế tiếp. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào Thầy Kinh và kính chào quý đạo hữu ạ. Em xin chị Nhật Huỳnh cho em bài ạ. Đoạn 5. Quý tàn hù bà đà na cha ki lê sa quát tàng ca ma pha hoa sành kha tô pha huê ca đê sô sành kha ra cha cam ma quát tàng u pa pa típ pha hoa sành kha tô pha huê ca đê sô a hoa sê sa cha huy pa ca quát tàn tí 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 ni quát ta ni quy cha tần hà quá sê na đề mù la ni cha quê đi tắp bà ni. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa. Hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới. Upapatip phá hóa là một phần lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Tê xá mê quá trá. Tê xá mê quá trá mù là nàng ni rô thề na ni rút chá tí chá ra ma ra na múc chá giá. Pì lì tà nàng nà ma phìn hà sô à sa hòa nàng sa mú bà đà quý cha cha pa quát ta ti quát ta ma bàn tha mít chê
mít chê quang tê phù ma ca ma na đi cẳng pa tích cha sam sa mu mô pa đô ti pa tha nệ pê si ma hà mù ni. Dạ con đã đọc xong, có sai con xin ngài và thầy cùng quý đạo hữu sửa cho con. Con xin xuống mic, xin mời bạn kế tiếp ạ. Con không nhìn thấy ai. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài kiến thức, quý sư, quý bà, quý cô, sư nữ, và con kính chào thầy kinh và chào đạo tràng. Xin phép được đọc tổng ba. Tát thát tát yu át thà đoà đá sang gà ni quý sá tà gà ra tí sẵn tí chân tư sẵn kê bồ tì ni văn tà ni tuệ mù là ni cha về tí tắp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh. Nếu hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Cách thần áo huyết trà sang khà ra á ti tù á thà chá ti chá ra. Má ra nặng á nà ká tù án thà mát chê án thà bát chúc bàn nê án thà ti tát dù á thà. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám di ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có 3 thời kỳ. Avijja sankhara viññānang nama rūpaṃ salayatanaṃ phasu vedanā taṃha upādānaṃ phavocca ticcara mara maranan ti to dan sangani suka ti wan cha nang phan the nan nin san tam pha lan ni than sa nang. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu buồn, tà tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con kính tri ân thầy, con kính tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Hà Gia. Dạ, Nhật Bình kính mời vị nào chưa đọc bài xin đưa bàn tay của mình lên ạ. À. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Hoàng Thành cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, còn dạ, cảm ơn Tina. Dạ, vị nào chưa đọc bài thì xin đưa bàn tay ạ. À. Dạ, không thấy bàn tay ai thì Nhật Bình còn một lần nữa thành kính đảnh lễ chị Tâm Đức. Kính chào thầy kinh Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép vừa bớt bài vừa đọc ạ. Dạ, nếu có vị nào đưa bàn tay thì Nhật Quỳnh kính mời. Avijja sankhara gahane vabanatthatan hu badana phawa vigahita phawantik tatha tần hữu bà đà na pha quát quát giá ha nề na cha a quyết cha sanh khả ra cha tí cha ra ma ra na ba giá ha nề na cha quỳnh nhà na đi pha la bàn cha ca mề qua ca hi tần tí ca to nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thấy ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó.
Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loài tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta bo ban cha ida ni pa lạc ban cha căng ida ni he ta bo ban cha a gia tình pa lạc ban cha căng ti quy sát ta ca ra ni san thị cha tu san khê ba cha pháp quan ti. Như vậy có 1. Năm nhân thuộc về quá khứ và 2. Năm quả trong hiện tại, 3. Năm trong hiện tại và 4. Năm quả thuộc vị lai. Có 2 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 ân hạnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, giá dạ, Nhật Quỳnh đọc hết đoạn 4 rồi, chưa thấy bàn tay của vị nào. Nhật Quỳnh tiếp tục đọc đoạn 5. Mình chào Châu Nguyễn về vào đạo tràng nha, cho Châu Nguyễn có thời gian chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh đọc hết đoạn 5 rồi, mời Châu Nguyễn nghe Châu Nguyễn. Đoạn 5. Avicca tạnh hu bà đà na cha ki lê sa qua tăng cầm ma pha san khà tơ pha quê ca đệ sơ san khà ra cha cầm ma qua tăng ức bác ba ti pha quát sanh khả a tô pha huệ đa kệ sơ a quát sê sa cha quýt ba cha quát anh ti ti ni quát quát ta ni a quýt cha tanh ha quát sê na đê mụ la ni cha huệ ti tập ba ni. Ba luân chuyển là 1. Vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. 2. Một phần của sự trở thành phá quá hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá quá là vòng quanh của nghiệp. 3. Một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới Upabhatti phá quá và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. 1. Tê sam mê quá trăm mù la năng ni rô thê na ni rút chát tí cha ra ma ra na mút cha ya bi đi ta nam a phin nha sơ a sa hoa năng sa múc ba đa a quy cha cha pha hoa tị. 2. Hoa tam ma ban tha mi chê văn tệ phu ma ca ma na ni căng ba tích cha múc ba đơ ti ba tha bê si ma hà mu ni. Tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định lực tùy thuộc phát sanh. Nam Mô Bụt Thầy, giá và đoạn năm cũng đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, thành kính tri ân thầy kinh và cảm ơn tất cả đạo tràng. Và bây giờ Châu Nguyễn đọc bài được chưa? Châu Nguyễn ơi, sẵn sàng chưa? Nhật Quỳnh kính mời Châu Nguyễn nha. Trong đạo tràng không có thấy vị nào đưa tay, mời Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 3. Tathāyo attha đoà đa sang gà ni vi sa ta ka ra ti san ti cha tu san khe po ti ni wat ta ni đề mù la ni cha quê ni tắp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phận hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Attha Jatichara Maran Nang Anagato Attha Machi Attha Pachupane Attha Titayo Attha. Như thế nào mình và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja Sankhara Vijñānaṃ Nāmarūpaṃ Salayata Nang Phasso Vedana Tanha Upadānaṃ Phavo Jati Chara Maranaṃ Tidvada Sangha Nisoka Divacchanaṃ Panettha Nissan Dhafala Nidasanaṃ. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, sa thủ cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời vị nào chưa ôn bài xin mời đưa bàn tay ạ. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh bị được tín hiệu. Dạ thầy ơi, vậy là hôm nay Bích Chùa Ngọc Đạt ấy rồi thầy ơi. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời thầy điều hợp chương trình còn lại ạ. Dạ, Nhật Bình kính mời thầy ạ. Dạ, nam mô Bụt Thầy á, Đắc Bồ Tham Ma Dạ, Đắc Bồ Sa Ngài. Đây, xa thú. Rồi, giờ không ai đọc nữa thôi, mình vô ha. Giờ mời một vị nữa lên đọc cái bài từ rồi, để có cái sự liên tiếp. Ai tình nguyện lên đọc rồi, giờ phải là alo. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cho Nhật Quỳnh đọc thử lần này coi có ổn hay không. Dạ. Dạ, bài học tuần rồi 15 mã phá quá mắt cha già trà tí hữu duyên sinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hữu duyên sinh chỉ lấy phần nghiệp hữu, không thể là sanh hữu. Nghiệp hữu gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 5 tâm sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. Mọi sự khác biệt về giai cấp, dòng tộc, trú xứ, rồi sanh thú khi sanh chính là do các nghiệp này. Sinh có nghĩa là sự phát sanh,
sự hiện hữu của các uẩn do nghiệp hữu trong hiện tại, duyên do sự sanh trong tương lai. Nói cách khác, có sự hiện hữu của hai thành phần của danh và sắc. Một, danh sanh. Khi có nghiệp hữu bằng duyên tạo nên tâm, tâm sở sanh khởi. Hai, sắc sanh. Là có sự phát sanh của sắc do nghiệp tạo, còn được gọi là sắc nghiệp sanh. Có ba bọn sắc nghiệp. Sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc ý vật. Thời sanh có ba cách. Một, tục sinh sanh, abhitisan thichati, có nghĩa danh và sắc nghiệp trong thời tục sanh. Hai, tiếp diễn sanh, santati, matisanthichati, có nghĩa danh và sắc nghiệp trong thời tục sanh. Hai, tiếp diễn sanh, santati chati, tức là danh và sắc liên tiếp sanh khởi trong không gián đoạn cho đến mạng chung. Ba, sattasa sanh khani kacha tu, nói về phần danh, tức là tiến trình sanh diệt của mỗi sắc na tâm. Có ba sắc na tiểu là sinh, trụ, diệt. Còn về phần sắc thì mỗi bọn sắc tiến trình sanh diệt có đến 51 sắc na tiểu, tính theo 17 sắc na tâm. Mỗi sắc na tâm có 3 sắc na tiểu, 3 nhân 17 thành 51. Cũng có 3 giai đoạn là sanh thì lấy 1 sắc na tiểu đầu tiên, trụ thì lấy 49 sắc na tiểu giữa, và diệt thì là 1 sắc na tiểu cuối của tiến trình một bọn sắc. Cách sinh có 4. Một, nõn sinh, Andachachati. Hai, thai sinh, Chala Buchachati. Ba, thấp sinh, Sanse Dachachati. Bốn, hóa sinh, Obapatikachati. Uẩn sinh có 3. Một, ngũ uẩn sinh, sinh trong 6 cõi ngũ uẩn, sanh 4 cõi. 2. Tứ uẩn sinh, sinh trong 4 cõi vô sắc, chỉ có danh, pháp. 3. Nhất uẩn sinh, sinh trong cõi vô tưởng, có sắc pháp như bức tê. Dạ, theo bài ghi của Nhật Quỳnh kể có bên tới đây, nếu mà Nhật Quỳnh có sai sót, kính thỉnh thầy nhờ chỉ dạy. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được xuống phích một lần nữa. Kính mời thầy kinh đăng đàn. Dạ, con thành kính lĩnh lễ để Đức Thủy Đức vừa quan năng vào đạo tràng. Dạ, kính thỉnh thầy ạ. Rồi, xa đâu. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. À, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính lễ cho tôi biết bạn kính chào các vị. Rồi, dùm tiếp ha. Tiếp số 11. Copy này rồi. Rồi, 11. Cha Ati Bách Cha Già Cha Ra Ma Ra Năng Sinh Duyên Lão Tử. Sinh duyên lão tử, được chưa? Bây giờ hữu duyên sinh, bây giờ tới sinh duyên lão tử. Rồi, xuống dòng. Do duyên từ sinh, do duyên từ sinh, nên lão tử hiện hữu. Do duyên tự sinh nên lão tử hiện hữu.
Như vậy là chúng ta phải hiểu là chính vì do có cái sinh, có cái sự pha, sự sanh khởi, danh sanh khởi, sắc sanh khởi, do danh và sắc sanh khởi thì do có sinh nó mới làm duyên đưa đến cái tình trạng mà lão hóa rồi tử. Cho nên do duyên từ sinh nên lão tử hiện hữu, nếu không có sinh thì không có lão tử. Đó là vấn đề mà về duyên sinh nó phát sinh như vậy ha. Rồi sử dòng lão hai chấm. Lão hai chấm. Tôi nói về cái nghĩa chữ lão ha. Khi nào có sự lão hóa. Khi nào có sự lão hóa, sự già nua, sự cũ nát, khi đó là lão. Khi nào có sự lão hóa, sự già nua, sự cũ nát, khi đó là lão. Đó là ý nghĩa mà nói về cái tình trạng của cái sự lão hóa ha. Tức là bất kỳ một cái vấn đề gì vật chất hay là tinh thần gì có sự lão hóa, tức là có cái sự mà già nua đó đi, sự cũ nát đi, sự biến hóa rồi bị tàn lụng xuống ha. Thì khi đó gọi là lão. Rồi trong cái lão này chúng ta được biết có hai loại, xuống dòng có hai loại hai chấm. Hai loại. Một là sắc thân lão. Sắc thân lão. Rubaka Yachara. Sắc thân lão. Rồi, đây, sắc thân lão có nghĩa là 49 sắc na trụ của sắc pháp. 49 sắc na trụ của sắc pháp. Tức giai đoạn đình trụ phi sinh diệt, tức giai đoạn đình trụ phi sinh diệt. Rồi, tức là ý nghĩa đây cho chúng ta biết là sắc thân lão đây là tính lấy từ 49 cái sắc na trụ của sắc pháp. Thì sắc pháp nó tồn tại là 51 sắc na ha. Trong một lộ trình tâm, sắc pháp nó tồn tại có 51 sắc na. Thì sắc na đầu là sắc na sinh, sắc na cuối cùng là sắc na diệt. Còn 49 cái còn lại thì gọi là sắc na trụ. Vì nắm được không? Tức là cái đầu là sinh, cái cuối là diệt. Thì nguyên một cái nhóm chính giữa là nguyên một cái chu kỳ tiến triển chính giữa là 49 sắc na trụ của sắc pháp. Thì là sắc thân lão, tức là nó đang lão hóa đó. Tức là cái giai đoạn đình trụ phi sinh diệt, tức là không phải là sinh mà cũng phải là diệt, nhưng mà không có nghĩa là nó không sinh diệt, nó vẫn phải sinh diệt như thường, nhưng mà nó không phải là sắc ma sinh và nó cũng không phải là sắc ma diệt. Quý vị nên hiểu cái này, chứ không phải là phi sinh diệt là nó không sinh không diệt ha. Và nó không phải là nằm ngay cái sắc ma sinh. Sắc ma sinh là sắc ma đầu tiên và sắc ma diệt là sắc ma cuối cùng. Thì 51 sắc na, 51 sắc na của sắc pháp sanh diệt thì nó liên tục như vậy, có 51 cái mà bỏ cái đầu ra với cái cuối ra thì còn 49 cái lại ở giữa, thì 49 cái đó được gọi là 49 sắc na trụ của sắc pháp. Thì 49 đó được gọi là sắc thân lão, là nó đang trong cái giai đoạn lão hóa nhưng mà nó chưa có chết. Nó sau cái sinh mà nó chưa có tới tử, còn trong cái giai đoạn trụ thì được gọi là sắc thân lão.
gì đóng rồi, alo. Rồi, sao đóng hàng được ha. Rồi, xuống dòng số 2, danh thân lão. Hai. Na má cà dạ cho là danh thân lão. Là sát na trụ của tâm và sở hữu tâm, là sát na trụ của tâm và sở hữu tâm. Mở ngoặc, mỗi sát na tâm có ba sát na tiểu là sinh trụ diệt. Đóng ngoặc lại. Rồi, như vậy cái ý nghĩa của cái danh thân lão là, tức là danh là tâm ha, là na má ca giá cha ra, là danh thân lão, tức là ta lấy ở sắc na trụ của tâm và sở tâm, tức là ngay sắc na trụ đó này thì được gọi là danh thân lão, bởi vì mỗi một cái sắc na tâm sanh lên nó có ba giai đoạn là sinh, trụ và diệt. Thì cái khởi đầu á, là sinh thì nó không phải là lão, mà cái cuối cùng là diệt thì nó cũng phải là lão luôn. Cho nên cái lão là chính giữa, là lấy sắc na trụ, sắc na trụ chính giữa của một một cái sắc na tâm gồm có ba sắc na tiểu đó, sanh trụ và diệt. Thì cái sắc na trụ chính giữa là được gọi là na má ca giá chấp ra, là danh thần lão. Còn cái sinh là thuộc về sắc na sinh, trụ là sắc na diệt, là sắc na diệt. Còn cái chính giữa là trụ, là thuộc về lão. Rồi, nhờ quý vị nắm được chưa? Alo. Được chưa? Cô Nhật Quỳnh đâu rồi? Cô Mai đâu rồi? Ta rồi ha? Rồi, thông qua được chưa? Ok ha? Rồi xuống dòng, mình nói về lão ra, giờ mình tới tử, xuống dòng tử hai chấm. Khi nào có sự tiêu hoại? Phải. Khi nào có sự tiêu hoại? Phải. Sự hoại diệt, phải. Sự chấm dứt, sự sống còn, chấm chấm chấm, thì khi đó là tử. Khi nào có sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự chấm dứt, sự sống còn, sự chấm dứt, sự sống còn, ghi luôn á, chứ phải nha, sự chấm dứt, sự sống còn, sự chấm dứt, sự sống còn, bỏ phải ra, thì khi đó là tử. Sự chấm dứt, sự sống còn ha, tức là tử, tức là ý ta nói là đây là khi nào có một cái sự tiêu hoại, cái sự hoại diệt, cái sự chấm dứt cái đời sống, chấm dứt cái sự sống còn, thì khi đó được gọi là tử. À, đó là ý nghĩa chung chung ha, vấn đề tử là cho chúng ta biết là như vậy. Rồi xuống dòng tử có ba loại, tử có ba loại. Một, tử thông thường, hai chấm.
tử thông thường, là nói về cái chết thông thường ha. Là sự chấm dứt mạng căn, là sự chấm dứt mạng căn, hay còn gọi là sự chấm dứt hơi thở, phải, hay còn gọi là sự chấm dứt hơi thở. Sự ngưng hẳn một đời sống, sự ngưng hẳn một đời sống của loài hữu tình, tùy theo hạng loại chúng sanh. Sự ngưng hẳn một đời sống của loài hữu tình, tùy theo hạng loại chúng sanh. Rồi, như vậy khi mà nói đến tử, thường thường là mình nghĩ là cái sự chết, sự chấm dứt mạng căn, hay gọi là khi mà chấm dứt hơi thở. À, khi hơi thở mình ngưng thở vô mà không thở ra, ra mà không thở vô, coi như là giãn tù ha. À, và chấm dứt mạng căn, và chấm dứt hơi thở luôn. À, và ngưng một cái đời sống của một loài hữu tình, chẳng hạn như là con người, hay là chư thiên, hay là những chúng sanh có thức tính ha. Vì như vậy là được gọi là tử thông thường, là chấm dứt cái đời sống của một cái chúng sanh đó. À, đó là cái vấn đề nói cho chúng ta biết về cái tử mà theo cái ý nghĩa thông thường như vậy. Rồi xuống dòng số 2 là sát na tử. Sát na tử. Là sự rơi vào sát na diệt của danh và sắc. Là sự rơi vào của sát na diệt của danh và sắc. Rồi, như vậy, sát na tử có nghĩa là khi nào mà cái sự mà vô ngay cái trạng thái, vô ngay cái chỗ, cái thời điểm của cái sắc là diệt á, thì nó gọi là tử. Chẳng hạn như một sắc là tâm sanh lên thì sanh trụ diệt, thì coi như là cái sắc này nó tử. À, tới cái diệt là tử. Còn nếu mà về sắc pháp thì sanh rồi trụ bốn chính sắc ra, trụ rồi tới diệt, coi như sắc pháp diệt, và coi như là tử. Tử theo kiểu hiểu mà là vi tế hơn là hiểu tử theo kiểu sắc na. À, chứ không còn tử thông thường nữa. Thì như vậy tử như vậy là chúng ta liên tục cái đời sống của mình là sanh tử liên tục không ngừng nghỉ không. À, sắc pháp sanh lên tới đủ cái chu kỳ của nó rớt là tử. Tử xong rồi sanh tiếp, tử sanh là luân hồi liên tục ngay trong cái đời sống hiện tại của mình, chứ không phải đợi tới kiếp sau kiếp tiếp nghĩa ha. Là ngay trong cái tích tắc là chúng ta đã có sanh tử liên tục. Sanh là tử, sanh là trụ, rồi tử, rồi sanh, đó là cứ như vậy liên tục ha. Thì như vậy đó là về sát na tử. Rồi số 3 là tận diệt tử. Tận diệt tử. Là sự tử của vị A-la-hán. Là sự tử của vị A-la-hán. Chấm dứt hoàn toàn mọi sanh diệt, trở lại trong tương lai. Chấm dứt hoàn toàn mọi sanh diệt, trở lại trong tương lai. Chấm. Hay nói cách khác
hay nói cách khác là trạng thái nhập diệt. Phải. Hay nói cách khác là trạng thái nhập diệt. Phải. Tư cách Niết Bàn của Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và chư vị Thánh A-la-hán. Tư cách Niết Bàn của Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và chư vị Thánh A-la-hán. Được chưa? Rồi, đúng rồi. Tức là đây là nói tận diệt tử, tức là nói về cái chết mà không có cái sự sanh trở lại. Vì vậy sự tử này có nghĩa là sự tử của một vị A-la-hán, một vị đã chấm dứt hoàn toàn mọi cái sự kiện mà có thể nói là sanh trở lại trong tương lai, là chấm dứt, không còn có tái sanh trong tương lai. Đó là sự gọi là tận diệt tử, hay là nói cách khác là trạng thái nhập diệt của một vị một Đức Phật là Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác hay những vị A-la-hán, và khi các ngài tử là nhập Niết Bàn luôn, là coi như là chấm dứt, là không còn có cái sự tái sanh tu lại, thì như vậy được gọi là tận diệt tử. Cho nên chúng ta thấy là tử thì được có ba loại, mà nói tử thông thường tức là cái chết thông thường, tức là mà chấm dứt hơi thở coi như là giải đồ, là tử thông thường. Sắc na tử là từng sắc na một, sắc na tử về danh hoặc là sắc. Rồi tận diệt tử là nói về những vị A-la-hán và chấm dứt sanh tử, không còn tái sanh trong tương lai. Thì như vậy qua ba cái này chúng ta thấy là trong, nếu mà tính theo sắc na tử thì là chúng ta đã sanh diệt liên tục, không có ngừng nghỉ. Nhưng mà nếu nó theo tử bình thường thì ví dụ giờ mình còn sống thì được, mình chưa tử, nhưng mà khi mà tắt hơi thở, chấm dứt hơi thở ngưng, không còn hoạt động nữa, thì coi như là chấm dứt một cái đời sống. Nhưng mà với thông thường như mình thì khi mà tử chấm dứt một đời sống thì nó sẽ sanh trở lại được, nó sẽ sanh kiếp sống khác, tiếp tục liên tục không ngừng nghỉ ha. Tức là vừa tử là tục sinh liền, chứ không phải tử xong rồi lang thang chờ đợi 49 ngày, 51 ngày vậy đó, cũng không có cái chuyện tâm nó không có chờ ha. Tâm sanh diệt liên tục chứ nó không quẩn, tức nó mới chờ. Cho nên mình phải hiểu là tâm sanh từng sát ra một, sanh diệt liên tục. Tâm sanh tới tử cái rồi cái đứng đó nó chờ kiếm chỗ chờ kiếm nhà nào chưa vô sanh vô, không có chuyện đó. Nó có định luật thiên nhiên, định luật tự nhiên của tâm là sanh diệt liên tục từng sát ra một. Cho nên không có cái vấn đề là tử mà xong rồi 49 ngày đi lang thang kiếm nhà này nhà kia chưa vô ha. Chuyện đó là trời dự án. Đó, như vậy là đó là nói về vấn đề tử, chúng ta biết như vậy. Còn cái đặc biệt của cái tử của bậc thánh A-la-hán, bậc A-la-hán thì chúng ta thấy là một cái sự mà gần như là không tưởng ha, tức là không thể tưởng tượng được, và cái dòng cảm thức mình lẹ kinh hồn sao diệt liên tục. Nhưng mà đối với vị A-la-hán khi mà tử cái là chấm dứt luôn, không có cơ hội để mà cho nó bộc phát ra lại trong tương lai. Đây là một cái sự mà phải nói là một cái kỳ công, một cái sự tu tập rất là khủng khiếp mới có thể chặn đứt được dòng tâm thức, không cho nó có một cái điều kiện, cơ hội nào mà tái sanh trong tương lai nữa. Cho nên được gọi là tận diệt tử, là chấm dứt hoàn toàn, không có luân hồi. Là chấm dứt, hãy mà chấm dứt luân hồi tức là chấm dứt mọi sự đau khổ. Cho nên đó là khi nói tới sinh duyên lão tử thì chúng ta cũng phải nói đến sầu u bi khổ não ha. Chúng ta sẽ cập bị cái câu này. Rồi,
Khi nói đến sinh duyên lão tử là phải nói đến sầu cá gì quá đi đề quá khổ đúc khác u đô ma nát xác và não u bà già xác. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này làm cho chúng ta thấy rằng khi mà có cái sự sinh, cái sự xuất hiện thì làm duyên cho lão tử. Để có sanh, có duyên cho lão tử thì trong cái giai đoạn lão tử này là phải có sầu, bi, khổ, u, não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ cái khổ quẩn này. Khi mà con mà mang cái giác, cái thân ngũ quẩn này là chúng ta không có chạy đâu khỏi mấy vụ này đó. Người dính vô hết. Cho đến khi nào mà chấm dứt và tận diệt tử thì nó mới hết thôi. Rồi, chưa? Quý vị ghi chưa? Rồi xuống dòng sầu sô cá. Sầu với sô cá ha. Sầu sô cá hai chấm. Rồi. Sự âu sầu do mất mát mọi thứ như sự âu sầu do mất mát mọi thứ như bà con thân thuộc của cải danh vọng sự nghiệp sức khỏe giới đức chấm 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 như vậy là khi mà chúng ta bị mất mát những cái thứ trong cái đời sống của mình, chẳng hạn như mình mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, mất em, mất con, mất vợ, mất của cải vật chất, sự nghiệp, danh vọng, rồi bị sức khỏe, bị điêu tàn, giới đức bị suy sụp, lũng rách đủ thứ vậy, thì như vậy nó phát sinh ra cái trạng thái sầu, âu sầu, u buồn, u sầu. Thì như vậy sầu là một nỗi khổ trong tâm. Chúng ta phải biết vậy. Sầu là một nỗi khổ trong tâm. Ghi thêm cái câu đó vô. Sầu là một nỗi khổ trong tâm. Khi mình bị này bị kia bị nói sầu lo ngồi buồn rầu giống như thú ruột ha. Bị mất này mất kia không ai tránh khỏi. Không mất người này cũng mất người khác. Không mất tiền mất của cũng mất danh vọng sự nghiệp. Sức khỏe càng ngày càng bị điêu tàn rồi tu tập thì giới đức té lên té xuống lũng rách lộn xà mèo rồi buồn rầu thì như vậy sâu là một nỗi khổ trong tâm. Rồi bi ba vấn đề quá bi ba vấn đề quá sự thống khổ phải khóc than phải sự thống khổ khóc than chấm 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 phát xuất từ âu sầu đau khổ phát xuất từ âu sầu đau khổ
Thì như vậy khi mà chúng ta âu sầu buồn khổ bị mất mát đủ thứ thì nó đưa đến cái trạng thái bi, tức là khóc than rồi đau khổ thống khổ, cái buồn khổ đập ngực tức tối đủ thứ vậy ha. Thì những chuyện này nó phát xuất từ sự âu sầu lo khổ, do mình bị mất mát này mất mát kia. Giống như giờ đang làm ăn ngon lành, Covid tới nó quất cho phát là giãn tồn, sập tiệm rồi đóng cửa tiệm nhà cửa, mất hết tiền bạc đủ thứ chưa yên, cách ly nhốt cho nhà luôn, không chơi đâu chơi nữa, sầu não khổ sở lên chửi bới sùm vậy đó. Sầu từ cái sầu mất mát rồi đưa tới cái bi thống khổ khóc than, những sự thống khổ khóc than là phát sinh từ âu sầu đau khổ. Bi là âm vang của sầu, ghi thêm một câu nữa, bi là âm vang của sầu. Giống như gõ cái chuông vô kêu bon, rồi cái tiếng bon sao đó là âm vang của tiếng chuông, là bi là âm vang của sầu. Rồi, đó là về sầu bi. Nghe vui không quý vị? Nghe sầu bi có vui không? Không biết nghe cô Nhật Quỳnh có vui không? Không biết ta, cô Nhung, cô Mai, vân vân. Nghe sầu bi cười vui quá trời. Không vui. Sầu bi xong rồi tới khổ, sầu bi xong rồi qua khổ, lúc khác, lúc khác. Đó, đây là nói về lúc khác và khổ thân. Phải khổ thọ về thân. Khổ thân, khổ thọ về thân. Rồi, là lúc khá đây là khổ, là nói về cái thân của mình. Thân mình phải chịu những sự đau khổ, thống khổ, bị bệnh làm cho thân nó bị đau đớn khổ sở ha. Bị già thân nhức mỏi ha, xương khớp nhức ha, đầu gối tay chân gì đi co vô co ra, nhức mỏi bị thấp khớp đủ thứ, rồi bệnh hoạn đau bao tử nè, đau ruột đau gan gì tùm lum tà la, sanh là khổ thân. Và nó đưa đến trạng thái là thống khổ và những cái khổ, khổ thọ về thân, làm cho thân mình đau khổ. Nhưng mà chúng ta phải nên biết là cái khổ thân này không có nghĩa là thuộc về vật chất hay cái gì, không phải là cái thân khổ là không phải là tâm, mà nó là tâm, nó là thân thức thọ khổ. Có nhiều người không hiểu nói là khổ, khổ thân là nó thuộc về cái thân thôi, vật chất chứ không liên quan gì tới tâm á. Nó hiểu hiểu bậy bạ. Cái thân mà chết rồi là nó cứng ngắc, không có tâm thì nó đâu có đau, nó đâu có khổ. Cho nên là hiểu khổ thân tức là khổ liên hệ do từ cái thân này, do có cái thân này nó phát sinh chịu khổ, mà tâm là tâm chịu khổ, chứ không phải là thân khổ. Thân nó không biết đâu khổ ha. Cho nên khổ thân là lúc khác. Rồi xuống dòng u đồ manát sát. Ưu là đau nơi tâm. Ưu là đau nơi tâm. Cảm thọ ưu của tâm. Đau nơi tâm, cảm thọ ưu của tâm. Tức là đây là trạng thái là ưu. Của tâm cảm thở ưu của tâm ha, tức là do những cái trường hợp như là do thân nó đau chẳng hạn, dễ hiểu thân bị đau nó đưa tới cái thân thở ưu, phát sinh thì ưu phiền khó chịu bực bội, đó là ưu là đau về tâm, hoặc là cảm thở ưu của tâm, tức là khởi tâm sân lên thì nó có cảm thở ưu.
Thì vậy u là đau về tâm, cảm thụ của tâm. Rồi não, u bà già sát. Là tình trạng não nề do chịu đựng quá nặng về tinh thần khi mất mát người thân. Là tình trạng não nề do chịu đựng quá nặng về tinh thần khi mất mát người thân. Chấm. Tức là do từ cái tình trạng mà mất mát những cái đời sống vật chất, tinh thần, gia đình, anh chị em, bạn bè, sự nghiệp đủ thứ, những cái tình trạng nó quá mạnh này, quá nặng nề này, nó làm đưa phát sinh tới trạng thái não. Não thì nó nặng, nó nặng hơn về cái họ u, cho nên não nặng hơn u về tâm trạng. Do vì não nặng hơn u về tâm trạng. Rồi đó là nói về não à, nó nặng hơn sầu nó đưa đến là bi, bi khổ, khổ đưa qua u, u đưa qua não, càng lắm càng não hơn, càng nặng nề hơn à, thì đó là những cái trạng thái mà khi mà chúng ta có cái mang cái thân này mà phát từ cái sinh, sinh duyên lão tử, thì từ sinh qua duyên qua lão đưa lên những cái trạng thái sầu u bi khổ não như vậy à, rồi đưa lên cái trạng thái là tử luôn à, thì người ta có cái ví dụ về cái ba cái trạng thái sầu bi và não à, cái này là ba trạng thái nặng nề nhất ha, sầu bi não. Thì sầu á, ta ví như là cái dầu nước, dầu dầu sôi mà trong chảo á. À, tức là dầu, là dầu sôi được bỏ vô trong chảo á, thì nó được gọi là sầu. Rồi khi mà dầu mà nó sôi quá à, dầu mình nấu á, mình nấu sôi 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 lên ra mà nó không còn nằm trong chảo nữa mà nó bắn tung tóe ra ngoài à, thì khi mà cái dầu mà nó bị nó sôi nóng quá nó bắn ra ngoài thì cái đó là bi à, cho nên sầu á thì vẫn còn nằm trong chảo, là vẫn sôi sôi nằm trong chảo, nhưng mà khi sôi quá nó văng ra ngoài thì là bi. Thì như vậy sầu thì gọi là bên trong, nhưng mà bi thì nó thể hiện ra bên ngoài luôn. À, sau đó mình buồn rầu, nhưng mà bi mình cũng là một ta tháng mình khóc than mà bi nó thể hiện ra ngoài à, còn não thì giống như dầu sôi á mà nó bị cạn rồi, nó nấu cạn xuống, nó nóng quá nó cạn xuống, nó bốc quả, nó bốc khói, nó tùm lum à, thì như vậy não giống như là dầu sôi mà nó cạn xuống, nó bốc khói, nó nghi ngút, thì như vậy não là quá nặng, thì não là nặng nhất. Thì sầu bi khổ não là những cái hậu quả mà đương nhiên là nó phải có khi mà có sinh. Thì như vậy chúng ta sẽ đánh dấu một cái bông ngay cái đầu dòng. Sầu bi khổ u não là những hậu quả tất yếu của sinh. Sầu bi khổ u não là những hậu quả tất yếu của sinh. Tức là phải có sinh ra là phải có sầu, có bi, có khổ, có u, có não à, không thể nào mà chạy khỏi như này hết. Dù cho chúng ta có giàu cỡ nào cỡ nhưng mà cũng bị như này, không có chạy được khỏi. Nghèo cũng bị, giàu cũng bị à, sống cảnh cảnh giới nào cũng không thể thoát khỏi những cái trạng thái này à, do từ cái sinh à, sinh đưa tới sầu, bi, khổ, u, não. Đó là hậu quả tất yếu của sinh. Thì như vậy đó là chúng ta học về sinh duyên cho lão tử à, đó là cái chúng ta học hôm nay là nó cái chi phần của sinh duyên cho lão tử là coi như là chấm dứt cái 12 nhân duyên. Nhưng mà thêm cái cuối cùng
là lão tử duyên do vô minh. À, có cái này như vậy thì phải biết thêm cái này ha. Là cái phần phần riêng đó là mình nói riêng, là cái dòng riêng của nó là để đi theo tiếp đó. Thường là thấy sinh duyên lão tử là hết ha, bây giờ lão tử duyên cho vô minh, biết thêm chút xíu nữa. Lão tử duyên cho vô minh, thì có người ta sẽ hỏi rằng là vô minh chứng hành, hành diễn thức, thức duyên sắc, sắc duyên nhập, nhập duyên xúc, xúc thọ, thọ ái, ái thủ, thủ hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử hết. À, nhưng mà giờ lão tử là duyên sinh, duyên cho vô minh thì nó duyên sao? À, thì giờ mình sẽ đi từ vấn đề này, mình sẽ dập trần cái vấn đề này để cho quý vị thấy ha. Lão tử duyên cho vô minh có hay không? Cái dòng sanh duyên lão tử có đầy đủ danh sắc năm uẩn, sanh duyên lão tử, sinh duyên lão tử có đầy đủ danh sắc năm uẩn. Rồi như vậy là khi mà cái có sự sanh ra, có sự có mặt, thì sự có mặt này nó sẽ làm duyên cho già và chết. Thì trong cái giai đoạn sanh duyên lão tử này đó, thì chúng ta có đầy đủ cả danh và sắc, đầy đủ năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nói chung là đầy đủ năm uẩn. Thì khi mà danh sanh duyên lão tử nó có đầy đủ năm uẩn như vậy đó, thì sự việc nó sẽ xảy ra như vậy, hay xuống dòng như vậy. Tứ lậu mở ngoặc dục hữu kiến vô minh, mở ngoặc lại có đủ như vậy. Tứ lậu dục hữu kiến vô minh có đủ, rồi như vậy khi mà chúng ta có cái thân danh sắc này rồi đó, thì bốn cái lậu này nó có mặt. Dục lậu là có, à, chúng ta có những cái tham dục, có dục lậu, có hữu lậu, à, có kiến lậu, có vô minh lậu, nói chung là tứ lậu là không có thiếu nào đó. Khi mà còn trong cái dòng luẩn quẩn của sanh tử thì tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu có đầy đủ, không có thiếu được. Do đó xuống dòng, do đó pháp lậu là duyên vô minh. Do đó pháp lậu là duyên vô minh, đồng nghĩa lão tử duyên vô minh. Do đó pháp lậu làm duyên vô minh, lão tử duyên vô minh. Rồi như vậy là do pháp lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, có vô minh, thì do tứ lậu này làm duyên cho vô minh sinh khởi, à, đồng nghĩa với lại lão tử, tức là sinh duyên lão tử, rồi lão tử duyên vô minh, thì như vậy đó là đồng nghĩa. Khi mà nói lão tử duyên vô minh là đồng nghĩa với tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, à, là làm duyên cho phát sanh là vô minh. Thì như vậy hãy vô minh sanh tiếp, thì hành thức cảnh sắc lưu nhập xúc thọ sanh tiếp, làm vòng như vậy cứ đi vòng tròn, không có chạy ra khỏi cái vòng này được không? À, cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu một cách rõ ràng cái dòng tái sanh luân hồi nó diễn tiến chi tiết từng phần như vậy ha. Thì như vậy là chúng ta đã phân tích học được 12 nhân duyên một cách rõ ràng ha, theo từng chi phần của nó. À, rồi đó là chấm dứt cái 12 nhân duyên theo từng phần một, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, chấm tới cuối cùng là sanh duyên lão tử. À, sanh duyên tử xong rồi lão tử trở lại từ đầu, duyên vô minh tiếp tục. À, do cho nên lão tử duyên vô minh là chúng ta cần phải hiểu là sanh duyên lão tử là nó đã có đầy đủ cái thân này rồi, đã có danh, đã có sắc, đã có đầy đủ năm uẩn.
Mà khi đã có đầy đủ năm uẩn xuất hiện trên thế gian này thì dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu đầy đủ, mà hệ bốn lậu đầy đủ thì bốn lậu này nó là duyên cho vô minh tiếp. Và do như vậy vô minh có mặt đi, hành có mặt, hành có mặt, thức có mặt, thức danh sắc lục nhập xuất thọ ái thủ hữu sanh lão tử, cứ như vậy cái sợi dòng không có chạy đâu ra khỏi nào, chỉ trừ khi nào chúng ta cắt đứt một cái chi phần nào đó thì tất cả mọi thứ nó chấm dứt không. Rồi như vậy đó là chấm dứt cái phần mà phần chi tiết của từng chi một. Rồi xuống dòng ba thời. Quý vị có hiểu không ạ? Alo. Có hiểu cái phần cuối này của Vô Minh hay không ạ? Phải không? Ok, sao rồi. Rồi giờ học tiếp cái phần về thời, ba thời. Attha. Xuống dòng. Có ba. Quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi, như vậy trong cái thập nhị nhân duyên này, tức là 12 nhân duyên, người ta mình sẽ phân ra được nó có 3 thời. Một thời thuộc về quá khứ, một thời thuộc về hiện tại, và một thời thuộc về tương lai. Cứ như vậy quá khứ, hiện tại, vị lai cứ xoay dòng như vậy ha. Rồi xuống dòng quá khứ là như thế nào thì xuống dòng chúng ta ghi là thời quá khứ hai chấm. Thời quá khứ hai chấm. Vô minh và hành. Vô minh và hành. Thời hiện tại hai chấm. Thời hiện tại hai chấm. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu thuộc về thời hiện tại. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Rồi thời vị lai hai chấm. Sinh và lão tử. Sinh và lão tử. Rồi như vậy chúng ta có ba thời. Thời quá khứ thuộc về vô minh và hành, tức là do quá khứ chúng ta vì vô minh, vì lầm lạc, vì u mê, vì ngu si, chúng ta vô minh, chúng ta tạo ra hành, tức là tạo ra cái nghiệp, tạo ra phúc hành, phi phúc hành, bất động hành vậy đó. Thì do chính vô minh nó làm duyên cho hành, thì vô minh là hành này thuộc về do thời quá khứ nó làm nhân, và khi vô minh hành này nó làm nhân làm duyên để cho ra cái thời hiện tại. Tức là do vô minh hành tạo ra cái thức tục sinh trong cái đời sống mới. Thì bây giờ thức tục sinh trong đời sống mới như chúng ta bây giờ mình đang hữu nè, thì do vô minh và hành phát sanh ra cái thức tục sinh. Từ cái thức chúng ta tục sinh có mặt trong cái đời sống hiện tại, nó làm duyên cho chúng ta có cái thân và cái tâm, tức là có danh và sắc, và có thân tâm xuất hiện. Từ cái do cái thức tục sinh nó tạo ra danh và sắc.
mà danh mà sắc nó phát triển tiến triển là phát sanh có lục nhập, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý phát sanh lục nhập, mà lục nhập phát sanh được phát triển duyên cho xúc, tức là sự xúc chạm với căn cảnh và thức xúc chạm nhau, hoặc là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh vân vân, thì sự xúc chạm từ lục nhập xúc chạm với sáu cảnh. Và từ vấn đề này xúc có mặt thì thọ nó sẽ có mặt, thì sẽ có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ái thọ vân ha. Thì đó xúc có mặt thì thọ có mặt, phải thọ có mặt thì ái có mặt, và ái có mặt thì thủ có mặt, thủ có mặt thì thủ có mặt là nghiệp thủ. Thì như vậy do vô minh và hành làm nhân quá khứ cho ra cái thời hiện tại chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Rồi do từ cái thời hiện tại này nè, do từ cái thời hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, do chúng ta tạo nên cái nghiệp ngay trong hiện tại này, thì cho chúng ta một cái thời tiếp theo là tục sinh trở lại tiếp, là thời vị lai là sinh. Hãy sinh có mặt thì lão tử có mặt, hãy sinh có mặt thì danh sắc lục nhập xúc thọ là đầy đủ, thức danh sắc lục nhập xúc thọ đầy đủ ha, thiếu vậy ha. Thì như vậy qua ba thời chúng ta phải có vô minh và hành là thuộc về quá khứ, thời hiện tại, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu trong cái thời hiện tại. Rồi từ cái này nó phát sanh ra cái thời vị lai là sinh và lão tử tiếp tục. Và sinh và lão tử thì khi mà nó nói tới sinh lão tử thì chúng ta phải biết là nó đã có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là có mặt trong đó ha, những cái chi phần nó có mặt trong lúc này và sinh lão tử. Thì như vậy chúng ta có được ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, một cái thuộc về quá khứ, cái thuộc về hiện tại và một cái thuộc về vị lai. Thì lấy ngay trong cái đời sống của chúng ta trong hiện tại thì mình đang rơi vào trong thời kỳ hiện tại, và tương lai là chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh trong tương lai. Và như vậy đó là nói về ba thời. Rồi, có gì nắm được chưa? Alo. Rồi, ok. Dễ ủi ha, vậy ha. Rồi xuống dòng 12 chi. 12 chi. Tăng giá 12 chi. Tức là 12 nhân duyên chi pháp. Tức là 12 nhân duyên chi pháp. Vô minh hành chấm 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 lão tử. Tức là 12 nhân duyên chi pháp. Vô minh hành chấm 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 lão tử. Rồi, 12 chi, 12 chi tức là 12 nhân duyên chi pháp đó. Mỗi cái là một chi, rồi có tất cả là 12. Thì như vậy chúng ta có 12 chi. Rồi, xuống dòng 20 hành tướng. 20 hành tướng. Quý sát ta ca rá là 20 hành tướng. Rồi, xuống dòng. Năm nhân hành tướng quá khứ, hai chấm. Năm nhân hành tướng quá khứ. Vô minh cộng hành. Vô minh cộng hành.
gom thâu chung với ba chi ái thủ hữu. Vô minh cộng hành gom thâu chung với ba chi ái thủ hữu. Rồi, như vậy là năm nguyên nhân hành tướng quá khứ, tức là năm cái nhân là vô minh và hành là thuộc về quá khứ, thì gom chung vô với lại ái thủ hữu luôn, thì năm cái này được gọi là năm nhân hành tướng thuộc về quá khứ. À, tức là vô minh hành là nhân, ái cũng là nhân, thủ là nhân, hữu là nhân, nghiệp hữu là nhân, hữu là chấp thủ ái. À, như vậy vô minh hành ái thủ hữu là năm nhân hành tướng quá khứ, tức là năm cái nguyên nhân, năm nguyên nhân hành tướng quá khứ. Rồi do năm nhân này nó cho ra năm quả hành tướng hiện tại. Xuống dòng ghi năm quả hành tướng hiện tại. Năm quả hành tướng hiện tại. Danh sắc được nhập, xúc, thọ. Thức, danh sắc được nhập, xúc, thọ. Rồi, như vậy là năm cái quả hành tướng hiện tại này là do năm cái nhân hành tướng của thuộc về quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Nó cho ra năm cái quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Tức là thức tục sinh. Từ cái thức tục sinh làm duyên cho danh sắc, duyên cho lục nhập, duyên cho xúc, duyên cho thọ. Năm cái này là kết quả thành tựu của năm cái nhân quá khứ. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Do như vậy năm nhân hành tướng quá khứ cho ra năm quả hành tướng hiện tại. Chúng ta có được thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Là 10 đó ha, 5 là 10 đó, 20 hành tướng mà. 10. Nắm được chưa quý vị? Ok ha. Rồi, sao. Rồi, năm nhân hành tướng quá khứ cho ra năm quả hành tướng hiện tại. Rồi bây giờ năm nhân hành tướng hiện tại. 2 chấm. Năm nhân hành tướng hiện tại. Rồi, năm nhân hành tướng hiện tại hai chấm. Ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Rồi, đây là năm cái nhân trong cái đời sống hiện tại, thì được gọi là năm nhân hành tướng hiện tại, gọi là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Ái, thủ, hữu là thuộc về hiện tại, bắt thêm cái vô minh hành vô, thì như vậy ái, thủ, hữu, vô minh và hành là năm nguyên nhân trong cái đời sống hiện tại. Do năm nhân hành tướng hiện tại này cho sẽ cho chúng ta một cái kết quả trong tương lai là năm quả hành tướng tương lai. Xuống dòng năm quả hành tướng tương lai. Rồi, năm quả hành tướng tương lai là gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì như vậy, quá rõ ràng ha, chúng ta quá rõ ràng là do nhân trong của cái hành tướng hiện tại này là ái, thủ, hữu, vô minh, hành. Năm cái nhân này nè, do mình tạo năm cái nhân này nó cho ra một cái vấn đề mới trong tương lai, tức là năm quả hành tướng tương lai, tức là chúng ta sẽ có cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ trong tương lai. Thì như vậy năm quả, năm nhân quá khứ cho ra năm quả hiện tại,
rồi năm nhân hiện tại cho ra năm quả tương lai. Thì như vậy chúng ta có được 20 hành tướng tính theo vấn đề nhân và quả trong cái thập nhị duyên. Chúng ta xin nhắc lại ha, cho rõ ràng ha. Thì năm nhân quá khứ tức là vô minh, hành, ái, thủ, hữu, là do vô minh, do hành, ái, thủ, hữu. Năm chi phần này gom lại là năm nguyên nhân. Tại vì năm cái này là năm cái tạo nhân, nó tạo ra chủng tử, tạo ra nghiệp. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu là thuộc về năm nhân hành tướng quá khứ. Do tạo nhân tạo nghiệp cho ra năm quả hành tướng hiện tại, tức là nó sẽ cho chúng ta có một cái, tạo ra một cái đời sống hiện tại. Và thức lục sinh, tức là thức, thức danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Do có thức tục sinh có thì làm duyên danh sắc lục nhập xúc thọ thuộc về kết quả thành tựu của năm nhân quá khứ. Năm cái quả hiện tại là cái sự mà thành tựu do những cái nghiệp nhân quá khứ tạo ra cho chúng ta có đời sống trong hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Rồi như vậy là do nhân quá khứ cho ra quả hiện tại. Rồi năm nhân hiện tại, năm nhân hành tướng hiện tại, tức là ái, thủ, hữu thuộc về hiện tại, ghép vô chung với vô minh và hành. Thì ái, thủ, hữu, vô minh, hành là năm cái nguyên nhân trong cái đời sống hiện tại này. Do chúng ta tạo nhân tạo nghiệp, bởi vì ái, thủ, nghiệp, hữu, vô minh và hành, năm cái nguyên nhân hành tướng hiện tại này cho chúng ta kết quả tương lai là năm hành tướng tương lai tiếp tục, là tục sinh trong cái đời sống tương lai tiếp theo, là thức có mặt, danh sắc lục nhập xúc thọ có mặt. Như vậy đầy đủ là 20 hành tướng, năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Rồi như vậy xuống dòng, do vậy phải chúng ta có được 20 hành tướng là hai chấm. Do vậy chúng ta có được 20 hành tướng là hai chấm. Hành tướng là hai chấm. Năm nhân quá khứ cộng năm quả hiện tại cộng năm nhân hiện tại cộng năm quả vị lai bằng 20. Năm nhân quá khứ cộng năm quả hiện tại, năm quả năm nhân hiện tại cộng năm quả vị lai bằng 20. Như vậy là chúng ta có được 20 hành tướng không? Rõ ràng ha, cho chúng ta thấy là cái sự diễn tiến cái dòng thập nhị duyên này tính theo nhân và quả, thấy một cách rõ ràng ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng, được gọi là nhân, được gọi là nhân vì các pháp này thuộc lĩnh vực tạo tác, phải. Được gọi là nhân vì các pháp này thuộc về lĩnh vực tạo tác, phải. Gây nghiệp, phải. Chúng là pháp nhân và có khả năng tạo quả. Chống. Chúng là pháp nhân và có khả năng tạo quả. Và được gọi là nhân vì các pháp này thuộc lĩnh vực tạo tác, gây nghiệp. Chúng là pháp nhân và có khả năng tạo quả. Rồi, như vậy cái mà chúng ta nói là nhân, năm nhân hiện tại, năm nhân quá khứ đó, thì được gọi là nhân vì những cái chi pháp này đó, những pháp này nó thuộc về cái lĩnh vực mà nó tạo nghiệp, nó tạo tác, nó gây nghiệp, nó tạo ra chủng tử để mà gây ra cái nghiệp. Và chính vì chúng nó là chính là cái pháp nhân
và những cái nhân thì nó có khả năng nó tạo ra cái quả. Cho nên do năm nhân quá khứ nó tạo ra năm quả hiện tại, và năm nhân hiện tại nó tạo ra năm quả tương lai, thì nên được gọi là nhân, là nó thuộc về lĩnh vực tác gây nghiệp. Đó là vấn đề như vậy. Rồi xuống dòng một cái bông nữa, được gọi là quả, được gọi là quả vì chúng được hiện hữu. Phải được gọi là quả thì chúng được hiện hữu, được sanh ra là do bởi các nhân tạo, được sanh ra là do bởi các nhân tạo. Được gọi là quả vì chúng được hiện hữu, được sanh ra là do bởi các nhân tạo. Rồi thì như vậy được gọi là quả bởi vì nó được hiện hữu, nó được có mặt do bởi những cái nhân, bởi những cái nhân nó tạo nó sanh ra. Cho nên những cái pháp mà được do nhân nó tạo nên nó có mặt thì pháp đó được gọi là quả. Chẳng hạn như do vô minh, hành, ái, thủ, hữu là năm nhân, thì nó có nguyên nhân, nó có tạo nghiệp, nó gây tác nghiệp, nó tạo nghiệp thì nó cho ra năm quả là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Thì năm cái quả thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ này nó là thuộc về sự hiện hữu do bởi năm cái nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Do năm cái nhân đó nó tạo nghiệp, nó cho ra cái kết quả và có được cái thức dục sinh, có được thân tâm là danh sắc, danh sắc có mặt phát sanh ra thức, lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Thì như vậy có năm cái nhân hiện tại, năm nhân quá khứ cho ra năm cái quả hiện tại. Và cũng như thế đó, năm cái nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh, hành, năm cái nhân hiện tại nó làm nghiệp, nó tạo tác, nó cho ra năm cái quả trong tương lai, cũng là thức, danh sắc, tục nhập, xúc thọ phát sanh trong tương lai. Đó là cái vấn đề mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng về năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại và năm quả tương lai, là 20 hành tướng như vậy không? Copy cái câu này cho nó đầy đủ luôn giúp các. Rồi, nói câu mới có 10 lần ha. Trong năm quả hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, trong đó có cả sinh, lão tử. Vì khi năm quả này được hiện khởi, thì khi đó là sinh. Tức là khi mà năm cái này được hiện khởi, thì đó là sinh. Và khi chúng trở già, trở nên già, thì được gọi là lão. Và khi chúng bị tiêu hoại chết đi thì gọi là tử. Cùng thế đó năm quả vị lai cũng tương tự. Tức là đây là tôi nói cho mình biết là năm cái quả thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ trong cái đời sống hiện tại này, trong đây là hàm ý ẩn ý nói cho chúng ta biết là do trong năm cái này nó có mặt, thì trong đây nó đã có sinh và lão tử. Để năm cái này nó được hiện khởi thì cái đó nó được gọi là sinh. Và khi nó già đi, cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ nó già đi thì gọi là lão. Và khi nó tiêu hoại, nó chết thì được gọi là tử. Thì như vậy, trong năm quả hiện tại là hàm ý có lão tử trong đó. Và trong cái lão tử thì nó cũng hàm ý có năm cái đó. Trong tương lai là nó có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ trong cái lão tử đó. Thì như vậy, năm quả hiện tại có sinh tử, năm quả tương lai cũng có sinh và lão tử nằm trong đó. Chúng ta cần phải thực hiểu như vậy ha. Đó là cái vấn đề mà phân cho chúng ta để chúng ta thấy được một cái sự diễn tiến của các pháp một cách rõ ràng, không có sai lệch đâu ha. Mình hiểu thật chính xác, thật đúng về nhân quả, về sự luân hồi trong cái đời sống của mình.
cho một tay mình phá được cái sự nghi ngờ ha. Thì theo chúng ta thấy là học tới đây đủ ha, tuần tới học tiếp đi, còn khúc chót nữa mình cũng còn dài ha. Tới đây thấy cũng vừa phải lẽ, chúng ta học phải đầy tự là rồi tuần tới học tiếp về ba mối nói ha, nhắc ba mối nói. Rồi, chúng ta học về ba mới nói ha. Rồi, như đây mình học tới đây thấy vừa rồi ha, vừa nghỉ xa hơi ra, nhiều quá, khùng luôn. Rồi, cũng do phước báo hôm nay mình học được nhiều pháp, nguyện cầu cho luôn được năm pháp. Sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và sống có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điện nhà các thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, mời Quý Vị Huynh lên cầm mic ạ. Dạ, sa thủ đành thai, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng thông lâm thành kính tri ân thị kinh đã tận tình chỉ dạy bài học ngày hôm nay. Và thật tình mà nói, học về lão tử sau Nhật Quỳnh học thấy hơi nhanh được một chút xíu. Dạ, chắc nó hợp với già lão của mình phải không chị Mạch Ta? Dạ, một lần nữa kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không Bạch Sư? Nếu Sư có trước máy, Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con thì anh Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng ghế Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam mang ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam mang buột tại do ca li tơ đơ sơ buột thơ ca ma tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quan đề hằng thầm anh chánh đức quý thăng và răng thầm mê vô kha li tô độ sâu thầm mô tham ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha được quy thoát tam ăn sẵn khê vô kha li tổ đô sơ sẵn khô tham ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng à. Con kính dân quýnh đến sư à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin chào Đại Đức Đại Đức, xin chào toàn thể chư tu nữ và chư Phật tử. Và xin cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tín hiệu là nghe rõ. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện chư tôn đức tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Doka pata chane doka paya pata chane paya soka pata chane soka manto sape pipane nong deta vata chame visam patang konya sampadang sape deva namo dan dosa patang pata siyate yada nanda dan dosa taya silang rakan dosa pada pavanam virata hantara chanto deva Yambalang
người sợ khát sợ hãi, người sầu than sầu bi, biết cho với niềm tin là biết hộ thì giới hạnh, biết là tu tâm thiền là chư thiên đã văn tâm, chân thì hãy phước lành là được phát thượng như ấy. Rồi phán hỏi thiên sư chư toàn giác đại lực, chư tổng giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì vi đức, cầu phong lành tăng sanh tất cả phước bao hằng to đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, sự an là thường thường đến người, cầu xin công quả của tâm kinh thành tâm bảo, cho đường thành tu mỹ mãn, cho đường thành tu mỹ mãn, cho đường thành tu mỹ mãn. À, không biết âm thanh của chúng tôi bữa nay biết nó có nghe rõ hơn không, do cái máy nhiều khi nó nghe nó không được tốt. Dạ, giờ xin để mất lại cho sức nhiệt quần năm một thầy nhé. Sa thu lành thai, và đề quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni thu bề kha re bơ thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma đa na na pha quan tu bồ chi ta sa thình ka rên te tha vi ha ra man đa lê thể ra cha mạt cha na qua ca cha phi kha bồ sa ra mi ca đa na bát ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu te cha ra bu cha dây bi cha an đa sam pha qua san dây đa cha ta a tha bồ ba ba ti ca niệu và ni căn tham ma qua rằng ma tịch cha tê sa bê bi du kha sa kha rên tu sanh kha giảng thả tu chi răng sa tăng thầm mơ thầm ma tha ra cha phục ra la sẵn gơ hô tu sa mạc gơ qua a tha ya cha hê ta ya cha âm hê ra kha tu sát thầm mơ bê bi thầm ma cha đi nơ vụt thịnh sâm ba hư nảy ya ma thầm ma đi dập ba quê đi tê. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dân, rồi xin hầu đậu chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hạ sang. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là